Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ngôi nhà ấm áp của cô Nguyễn Thị Hạnh, có một bầu không khí đầy sự đoàn kết và lòng nhân ái. Đặc biệt, bữa cơm chay trưa hôm nay đã thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều người, từ các thầy thuốc, nhân viên cho đến các nhà hảo tâm như cô Lê Lan đến từ Mỹ, cô Lư Thị Úc. Cô Nguyễn Thị Hạnh là người đảm nhận việc nấu nướng cho bữa ăn. Bữa trưa mỗi ngày như thế này không chỉ là một bữa ăn đơn thuần, mà còn là dịp để gợi nhớ lại những hình ảnh đẹp từ quá khứ. Hình ảnh cố linh mục nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường và các đệ tử của ngài, những người đã cùng nhau sinh sống, làm việc và hỗ trợ nhau trong hành trình cứu chữa bệnh nhân ung thư, hiện lên rõ nét trong tâm trí của mỗi người có mặt. Những thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cũng như các cô các thầy cùng nhau dùng bữa trưa tạo nên một không khí ấm cúng và đầy ý nghĩa. Những món ăn chay do các cô chuẩn bị không chỉ ngon miệng mà còn mang đậm tình cảm và sự chăm sóc. Đây không chỉ là một bữa ăn để no bụng mà còn là một phần của hành trình để làm việc thiện, góp phần nuôi dưỡng tinh thần và sức khỏe của các thầy thuốc và nhân viên đang ngày đêm nỗ lực cứu chữa cho hàng trăm bệnh nhân ung thư đến từ khắp mọi miền đất nước. Cô Lê Lan dù ở xa vẫn không quên gửi gắm lòng hảo tâm và sự quan tâm của mình qua bữa cơm chay này. Sự đóng góp của cô không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho các nhân viên mà còn minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết và sự sẻ chia trong cộng đồng. Những bữa ăn như thế này không chỉ là cơ hội để các thầy thuốc và nhân viên gắn bó mà còn là một phần không thể thiếu trong hành trình thực hiện sứ mệnh cao cả của phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Chúng ta cùng hy vọng rằng tinh thần của cố linh mục nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường sẽ tiếp tục lan tỏa và truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang tham gia công việc đầy ý nghĩa này. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, mới đây tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, chúng tôi có vinh dự đón tiếp bệnh nhân Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1992, quê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân Huy Hoàng hiện đang đối mặt với căn bệnh ung thư vòm họng, một căn bệnh đầy thách thức và thử thách. Trải qua hai đợt xạ trị, bệnh tình của em Nguyễn Huy Hoàng đã tiến triển xâm lấn vào cầu não, khiến tình trạng sức khỏe của em Huy Hoàng ngày càng nghiêm trọng. Sáng sớm, chúng tôi chứng kiến cảnh Huy Hoàng đến phòng khám trên chiếc xe lăn trong tình trạng sức khỏe khá yếu. Dù vậy, em Huy Hoàng không từ bỏ hy vọng và quyết tâm tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thầy thuốc và nhân viên y tế tại đây. Đội ngũ các thầy thuốc của chúng tôi bao gồm các thầy thuốc và nhân viên có kinh nghiệm đã không ngừng nỗ lực để đem lại sự chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân. Các thầy thuốc của phòng khám cha tự thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã tiếp nhận bệnh nhân Huy Hoàng một cách tận tình, tiến hành kiểm tra và tư vấn chi tiết về tình trạng hiện tại của em Huy Hoàng. Chúng tôi hiểu rằng mỗi bước đi trong hành trình hỗ trợ điều trị đều quan trọng và cần sự chính xác. Do đó, chúng tôi đã thực hiện một loạt các thăm khám cần thiết để đánh giá tình trạng ung thư vòm họng của em Huy Hoàng. Sau khi xem kết quả, các thầy thuốc đã dành thời gian để tư vấn với bệnh nhân và gia đình, giải thích rõ ràng về phương pháp hỗ trợ điều trị tiếp theo và có sự lựa chọn sẵn có. Sự đồng hành và chia sẻ của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên không chỉ giúp bệnh nhân Huy Hoàng hiểu rõ hơn về tình trạng của mình mà còn giúp em Huy Hoàng cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình hỗ trợ điều trị tại đây. Chúng tôi biết rằng đối với Huy Hoàng, mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách không dễ dàng.
Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tận tâm và sự đồng cảm của các thầy thuốc và nhân viên tại đây, chúng tôi hy vọng rằng em Quy Hoàng sẽ tìm thấy sức mạnh và niềm tin để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Phòng khám Cha Tử Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quy Hoàng trong hành trình hỗ trợ điều trị, mang đến sự chăm sóc và hỗ trợ tận tâm nhất. Chúng tôi tin tưởng với sự chung tay của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên, lòng kiên cường của bệnh nhân, những ngày tháng sắp tới sẽ trở nên dễ thở hơn và em Quy Hoàng sẽ có cơ hội tốt hơn để vượt qua căn bệnh này. Phòng khám Cha Tử Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón và hỗ trợ bệnh nhân trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để đem lại sự chăm sóc tốt nhất cho từng bệnh nhân, góp phần vào hành trình chữa lành và phục hồi của họ. Xin trân trọng. À, tôi là Vĩnh Văn Túc, đến từ Đồng Nai. Nhân là Nguyễn Huy Hoàng. À, cái triệu chứng ban đầu của cháu khi trước khi phát ra ung thư là cháu ù tai, nhức mũi. Sau đó thì đi tái khám tai mũi họng. Thì mấy lần thì bác sĩ uống thì khỏi, nhưng mà rồi ngưng 2 ngày lại tái lại. Sau đó đi khám lại thì bác sĩ cho là có triệu chứng ung thư. Thế là tôi đưa cháu đi bệnh viện ung thư, thì khám là bệnh viện ung bướu là nói là chính xác là cháu bị bướu não, nó gọi là bướu vòm hầu, có xạ trị ba, lúc đầu là 33 tia. Sau đó cháu khỏi được 15 tháng, cháu liền phải lại, thì lại lên bác sĩ lại xạ lại 35 tia nữa, thì cháu khỏi được 20 tháng. Sau đó cháu lại tái phát lại. Người thân ở dưới Đồng Nai họ giới thiệu lên cha cũng là bệnh ung thư, họ bệnh viện chê thì họ mới bảo thì bây giờ bác sĩ bệnh viện chê thì lên cho tường, thì họ lên thì họ cảm nhận được là hết, là mình phải ăn những cái đồ như vậy, những cái thực vật như vậy thì mới có thể chống được cái ung thư. Còn đợt ba vừa rồi rồi tôi nghĩ cháu nó bị xuống mau rồi, chẳng qua là tôi cho cháu ăn đồ bổ nhiều quá, nhưng sau nó xuống lẹ thế thì bắt đầu bây giờ mới lên đây. Thì cha Thanh mà tư vấn như vậy thì tôi biết là mình ăn cái đồ bổ là nuôi cái biếu, là vì cái đợt sau này tôi cho nó ăn là vì nó gầy á, mình cứ nghĩ là con mình gầy quá, cứ tìm đủ mọi phương cách có điều kiện được là cho con mình ăn cho có sức khỏe để hồi phục, nhưng mà ngược lại là thất bại. Chú nghĩ là ok đấy, tốt đấy, là vì cái điều trị một cách này là nhốt cái tế bào ung thư lại một chỗ rồi đó. Trước mình không hiểu, mình cứ cho là ăn đồ bổ thì là ok, nhưng ngược lại là bổ là thất bại. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương.
Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được? Nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán? Đến bao giờ cuộc sống mới yên vui? Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải gồng ngôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được? Nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán? Đến bao giờ cuộc sống mới yên vui? Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người,
để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km.
vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.